Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là đội tuyển U22 Việt Nam dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng vẫn để lại một chiến thắng dễ dàng khi mà đánh bại U22 Brunei trong ngày ra quân. Hà Đức Chinh chính là cầu thủ gây ấn tượng nhất với một cú poker. Ngoài chấn thương đáng tiếc của Huỳnh Tấn Sinh thì trận đấu này có thể coi là hoàn mỹ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Dẫu vậy thì một số ý kiến cho rằng Huỳnh Tấn Sinh cũng không bị thương quá nặng. Khi mà rời sân thì cầu thủ này vẫn có thể đi lại bình thường. Cũng phải nói thêm rằng việc thi đấu ở trên mặt sân cỏ nhân tạo đã khiến cho các cầu thủ của Việt Nam gặp rất nhiều trở ngại và rất dễ bị chấn thương. Không chỉ người hâm mộ mà chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vô cùng lo lắng, tính toán cẩn thận để bảo vệ đôi chân cho các học trò. Kết quả của trận đấu quả thực là không ngoài dự đoán trước đó của giới chuyên môn. U22 Brunei được xác định là đội bóng yếu nhất ở tại bảng B. Trong hai lần gặp nhau gần đây nhất tại các trận ra quân ở SEA Games 27 và 28, Việt Nam đã ghi vào lưới Brunei tới 13 bàn thắng. Thế nên là không có gì ngạc nhiên khi ở trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cất toàn bộ các trụ cột ở trên ghế dự bị, gồm cả thủ quân Quang Hải cùng với hai cầu thủ trên 22 tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Đội hình ra sân của U22 Việt Nam là toàn bộ lứa trẻ được rèn luyện cùng với nhau nhiều tháng qua. Tiền đạo Hà Đức Chinh là người chơi cao nhất ở trên hàng công. Sau những phút đầu lập bập thì U22 Việt Nam cũng đã nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát bóng và liên tục dồn ép đối phương. Mặc dù vậy, trong hiệp 1, các tình huống phối hợp của đội tuyển chúng ta cũng không thực sự là nhuần nhuyễn và sắc nét. Sau 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn vào lưới của U22 Brunei đều do công của Hà Đức Chinh. Trước tình hình này thì bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải tung tiền vệ Trọng Hoàng vào sân. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam mới trở lên mạch lạc hơn. Đội bóng của ông Park đã tiếp tục ghi thêm 4 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-0, trong đó Hà Đức Chinh tiếp tục có thêm 2 pha lập công nữa. Kết quả này phần nào đảm bảo được đúng mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt ra cho các học trò là ghi được càng nhiều bàn thắng trước Brunei càng tốt, đồng thời đảm bảo được lực lượng, giữ kín được lối chơi để chuẩn bị cho các đối thủ ở phía trước. Chỉ có một chi tiết nhỏ trong màn trình diễn của U22 Việt Nam ngày hôm nay là nhiều cơ hội hãm thành không được các cầu thủ tận dụng thành công. Điển hình là hai tình huống dứt điểm đưa bóng đi đúng xà ngang của Triệu Việt Hưng ở các phút 79 và 80. Đây có thể cũng chính là lý do khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thực sự hài lòng. Ông Park trên thực tế cũng đã tính tới khả năng là phải so đo chỉ số phụ với các đối thủ mạnh ở bảng B như là Thái Lan hay Indonesia. Nếu như ở góc độ này thì 6 bàn thắng vào lưới của U22 Brunei, đặc biệt là trong bối cảnh các chân sút U22 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, có lẽ là chưa đủ khiến cho ông hài lòng. Điều này phần nào cũng có thể hiểu được khi đây mới chỉ là trận đầu tiên của giải. U22 Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn nóng máy, cho nên bên cạnh đó là việc thi đấu ở trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng ít nhiều khiến cho các cầu thủ của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Trong buổi họp báo sau trận đấu thì Hà Đức Chinh cũng đã phát biểu rằng hôm nay đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0, em rất vui và toàn đội cũng đã cố gắng nỗ lực. Em cảm ơn liên đoàn đã dành tặng phần thưởng 50 triệu đồng. Đó là động lực để em cố gắng ở tất cả những trận đấu tiếp theo. Em nỗ lực hết sức ở trên sân để thi đấu tốt hơn. Em nghĩ là đá chính hay là đá dự bị thì mình vẫn luôn phải sẵn sàng ở trong tâm thế tốt nhất. Khi được hỏi là ông Park đánh giá như thế nào về trận chiến thắng ngày hôm nay thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ rằng chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận đấu. Toàn đội đã chơi tốt trong ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng vì điều đó. Hôm nay quả thực là chúng ta cũng đã may mắn. Đội U22 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện cho các trận đấu tiếp theo ở SEA Games 30. Khi mới xuất hiện ở trong phòng họp báo tại sân vận động Binan cùng với tiền đạo Hà Đức Chinh, huấn luyện viên Park Hang-seo trông cũng không thực sự là vui vẻ nếu như so với chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo thì ở trận đấu ngày hôm nay, ông đã cất một số cầu thủ trụ cột ở trên ghế dự bị do họ đang bị mệt. Và chúng ta cũng không nên biểu hiện sự vui mừng quá sớm. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam. Phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều trận đấu. Nhìn lại trận đấu này thì rõ ràng Hà Đức Chinh chính là cầu thủ đã tỏa sáng ở bên phía U22 Việt Nam. Chân sút thuộc biên chế của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã chơi trận mở màn SEA Games 30 một cách bùng nổ. Hà Đức Chinh chính là trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặt chân đến đất nước hình chữ S. Ở mọi cấp độ đội tuyển, thầy Park dẫn dắt thì Trinh Đen luôn được ưu ái cho một suất ở trong danh sách triệu tập, bất chấp là phong độ trồi sụt và thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên, ở trong đợt tập trung gần nhất để chinh chiến tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thì tiền đạo 22 tuổi này đã không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập.
Đứng ở trên góc độ chuyên môn, đây là điều dễ hiểu bởi vì thành tích nghèo nàn của Hà Đức Chinh trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Chưa kể đến là Anh Đức, Tiến Linh, Văn Toàn và ngay cả những chân sút có hiệu suất làm bàn ấn tượng như là Hồ Tuấn Tài hay là Mạc Hồng Quân còn phải ở nhà cơ. Hà Đức Chinh bị đẩy xuống đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30. Đây được xem là một quyết định hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo bởi kinh nghiệm từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn của Hà Đức Chinh rất cần thiết cho lứa U22 để đặt mục tiêu vô địch ở trên đất Philippines. Thậm chí là điều này có thể nằm trong toan tính của thầy Park bởi ở trong thâm tâm thì không ai ngoài chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tiền đạo gốc Phú Thọ này lấy lại được phong độ và có những bước tiến theo đúng lộ trình của ông. Việc loại Hà Đức Chinh khỏi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vừa qua không chỉ làm giảm áp lực dư luận mà cầu thủ này đang phải nhận, mà đó có khi còn là một chiêu khích tướng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang âm thầm áp dụng với cậu học trò này. Việc phải đứng ngoài nhìn các đồng đội của mình chinh chiến tại vòng loại World Cup 2022 rõ ràng sẽ khiến cho một cầu thủ thường xuyên ăn cơm tuyển như là Hà Đức Chinh khó có thể hài lòng được. Và chẳng còn cách nào khác là buộc anh phải thể hiện nhiều hơn để lấy lại niềm tin từ huấn luyện viên Park Hang-seo. SEA Games 30 chính là cơ hội tốt nhất để Chinh Đen chứng tỏ điều đó. U22 Brunei đã vô tình trở thành nạn nhân để Hà Đức Chinh trút cơn giận với cú poker ngay ở trận mở màn. Khi mà chân sút của SHB Đà Nẵng chơi với phong độ và quyết tâm cao nhất thì rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam chính là những người được hưởng lợi. Mục tiêu của chúng ta tại SEA Games 30 chính là tấm huy chương vàng. Hà Đức Chinh sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng bởi anh đã làm nhiệm vụ săn bàn. Và một lần nữa, thầy Park lại khiến tất cả phải nể phục bởi tầm nhìn xa và những toan tính vô cùng hợp lý cho từng trận đấu. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei thì chúng ta đã gặp một đối thủ được đánh giá là đội lót đường, cho nên phong độ của Hà Đức Chinh vẫn chưa thực sự là khẳng định. Các nhà phân tích bóng đá cho rằng là Hà Đức Chinh sẽ khó có thể cạnh tranh vị trí đá cao nhất ở trên hàng công trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những trận đấu quan trọng. Ở V-League thì Hà Đức Chinh cũng không phải là cầu thủ có phong độ tốt. Ngay kể cả ở SHB Đà Nẵng, phong độ trồi sụt đã khiến cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã không mấy khả quan về cầu thủ này và đã có nhiều lần ông phàn nàn về Hà Đức Chinh khi mà đã tập trung lên đội tuyển rồi quay trở lại với thể trạng không tốt và nó đã ảnh hưởng đến câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Hà Đức Chinh là một cầu thủ có tinh thần rất tốt. Cho dù bị chấn thương thì anh ta cũng có những thời điểm giấu chấn thương của mình để thi đấu. Đó là tinh thần của một cầu thủ trẻ. Và đây là một khởi đầu khá tốt cho Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì anh sẽ khó cạnh tranh được với Tiến Linh ở vị trí đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Sau trận đấu này thì huấn luyện viên Jumat của U22 Brunei cũng đã có những phát biểu trước báo chí ở trong phòng họp báo là ngay từ đầu tôi đã biết là Việt Nam là đội bóng mạnh hơn. Tôi cố gắng chỉ đạo cho các cầu thủ chơi phòng ngự nhưng vẫn thất bại. Các học trò của tôi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thành công vì Việt Nam là đội quá mạnh. Với chiến thắng đậm đà này, U22 Việt Nam đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games ở lần này. Và trận đấu tiếp theo thì U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Lào và hứa hẹn sẽ lại là một chiến thắng đậm đà dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó thì ở bảng A, U22 Malaysia đã có trận hòa thất vọng trước đối thủ là Myanmar. Với tư cách là nhà đương kim Á quân SEA Games, U22 Malaysia cũng đã nhập cuộc đầy tự tin. Nhưng chính U22 Myanmar mới là đội gây lên bất ngờ. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov cũng là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và rất nhiều cơ hội của các cầu thủ Myanmar tạo ra về phía khung thành của U22 Malaysia. Ở phút thứ 13 của trận đấu, điều gì cần đến cũng phải đến. Từ một tình huống phối hợp phạt góc thì cầu thủ của Myanmar đã đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội bóng đang bị đánh giá là thấp hơn. Ở những phút sau đó thì U22 Myanmar tiếp tục là đội chơi dồn ép. Họ liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn. Thế nhưng chỉ một tình huống mất tập trung đã khiến cho Myanmar phải trả giá. Ở phút thứ 24, hậu vệ của Myanmar chuyền bóng hớ hênh ở sân nhà và tạo điều kiện cho U22 Malaysia cướp bóng chớp nhoáng trước khi quân bình tỷ số 1-1. Quãng thời gian còn lại của hiệp 1 thì hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, đáng tiếc là không có bên nào ghi thêm bàn thắng. Bước sang hiệp 2 tiếp tục là một thế trận hấp dẫn được hai bên tạo ra. U22 Malaysia với đẳng cấp cao hơn đã dần dần lấy lại thế chủ động. Và rồi những pha hãm thành đầy nguy hiểm được đoàn quân của huấn luyện viên Ong Kim Swee tạo ra. Không may cho Malaysia khi mà họ đã hai lần đưa bóng đi trúng xà ngang của đối thủ. Ở những phút cuối thì U22 Malaysia và U22 Myanmar cũng đều thi đấu quyết tâm với mục tiêu kiếm 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên không bên nào có được điều mình cần cả và chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.
Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.